Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến dự và phát biểu chỉ đạo. Những năm qua, tình hình tai nạn lao động trên địa bàn Đà Nẵng có chiều hướng giảm dần. Tại lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 với chủ đề tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Đà Nẵng tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác này. Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đề nghị các cấp, ngành, các địa phương và các đơn vị doanh nghiệp tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả tháng hành động, triển khai thực hiện tốt kế hoạch số 66 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động, tăng cường công tác phòng ngừa, các hoạt động huấn luyện kỹ năng cho người lao động, đánh giá nguy cơ rủi ro, có yêu cầu kiêm ngặt về công tác an toàn vệ sinh lao động, nhằm chủ động phòng ngừa lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm. Chúng ta phải tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Trong cải thiện điều kiện làm việc, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, tuân thủ các nội quy, quy trình và biện pháp làm việc an toàn để giảm thiểu tối đa rủi ro, phòng tránh tai nạn lao động. Tôi kêu gọi mỗi doanh nghiệp, đơn vị và mỗi người lao động hãy cùng chung tay đồng lòng hành động vì một môi trường làm việc tốt hơn, an toàn hơn, vì chính bản thân, gia đình, doanh nghiệp, để chúng ta có được một đội ngũ người lao động có sức khỏe cường tráng, có tinh thần tốt để cùng xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng chúng ta an bình và văn minh. Đây là dịp để các ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động trên địa bàn thành phố. Là dịp để đánh giá kết quả hoạt động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021, đồng thời đề ra phương hướng và giải pháp tổ chức thực hiện tốt hơn trong năm 2022. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã khen thưởng biểu dương các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó có công ty cổ phần dược Danafa và công ty cổ phần cơ điện miền Trung được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.